cách chữa 46 loại bệnh tật bằng mẹo không cần thuốc. 6. Bong gân, chật khớp vùng mắt cá chân. Mắt cá chân bên nào bị chật khớp, hơ vùng mắt cá tay cùng bên. Mắt cá chân bị đau dù đã bao lâu ngày, cũng lành trong vài phút. Các vận động viên quốc gia, các cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp hãy nhờ lấy mẹo này để tự cứu mình và giúp người. 7. Bắp chân bị vọc bẻ, chuột rút. Dùng cườm tay day mạnh vào bắp tay độ dài vài chục cái, bóp vẻ hết liền. Nếu bóp vẻ chân bên nào thì day mạnh bắp tay bên đó. 8. Gai gót chân. Nhớ hơ đúng điểm tương ứng bên gót chân đối xứng, chỉ vài phút thôi, gót chân hết đau liền, hết sức cẩn thận kẻo bị phỏng. 9. Đầu gối đau nhức. Hơ vùng khuỷu tay cùi trỏ cùng bên, chỉ độ vài phút đầu gối, khuỷu chân hết đau liền. 10. Bị táo bón lâu ngày. Dùng hai ngón tay, ngón trỏ và ngón giữa lăn quanh miệng độ vài 3 phút, khoảng độ 200 vòng, táo bón sẽ được giải quyết. Cách lăn như sau: lăn từ mép phải vòng lên môi trên sang mép trái, lăn tiếp vào phía dưới và giữa môi dưới, rồi kéo thẳng xuống ụ cằm, hình thành một dấu hỏi lớn chiếm 3/4 quanh miệng. Nhớ lăn từ phải qua trái mới thuận tràng hết táo bón, ngược lại lăn từ trái qua phải sẽ càng táo bón hơn đấy.